Các em học sinh mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn Toán học 5 sách kết nối tri thức bài 14 luyện tập trung tiết 1. Để nhận được những hỗ trợ tốt nhất từ kênh Thành Đô Vlog về môn Toán học 5, các em có thể tham gia nhóm Zalo bằng cách là mở Zalo bấm quét mã QR trên màn hình hoặc là tham gia theo đường link được đặt ở phần mô tả của video. Các em nhớ xin phép phụ huynh trước khi bấm tham gia. Luyện tập 1. Nêu số thập phân thích hợp. Số thập phân gồm 3 chục, 7 đơn vị, 3 phần 10, 6 phần trăm, 4 phần nghìn. 3 chục, 7 đơn vị, tức là phần nguyên gồm 3 chục, 7 đơn vị. Phần nguyên là 37. Sau phần nguyên chính là dấu phẩy. Sau dấu phẩy chính là phần thập phân. 3 phần 10 có nghĩa là chữ số 3 thuộc hàng phần 10. 6 phần trăm, chữ số 6 thuộc hàng phần trăm. 4 phần nghìn, chữ số 4 thuộc hàng phần nghìn. Ta tìm được số thập phân 37,364. Số thập phân gồm 508 đơn vị, 42%. 508 đơn vị, 42%, các em có thể viết dưới dạng hỗn số. Có phần nguyên là 508, phần phân số là 42/100. Bây giờ các em có thể viết hỗn số này dưới dạng số thập phân. Có phần nguyên là 508. 42/100. Phần 100 thì các em hiểu là 2, nó thuộc hàng phần trăm. Đứng trước hàng phần trăm là hàng phần 10. Ta suy ra 4 thuộc hàng phần 10. Như vậy ta tìm được số thập phân là 508,42. Không đơn vị 25 phần nghìn. Không đơn vị tức là phần nguyên là 0. 25 phần nghìn. Các em hiểu là 25 phần 1.000. Bây giờ các em sẽ viết cái phân số thập phân này dưới dạng số thập phân. Không đơn vị thì phần nguyên là 0. 25 phần 1.000. Có nghĩa là chữ số 5 thuộc hàng phần nghìn. Ta suy ra chữ số 2 thuộc hàng phần trăm. Hàng phần 10 không có thì các em viết thêm 0 vào. Các em nhớ cứ không có thì viết thêm 0 vào. Như vậy ta tìm được số thập phân là 0,025. 0,025. Số thập phân gồm 1.000 đơn vị, 71 phần nghìn. 1.000 đơn vị, 71 phần nghìn. Bây giờ các em viết hỗn số này dưới dạng số thập phân. Có phần nguyên là 1.000. 71 phần 1.000, các em hiểu là chữ số 1 thuộc hàng phần nghìn. Ta suy ra chữ số 7 thuộc hàng phần trăm. Hàng phần 10 không có, các em viết thêm 0 vào. Như vậy ta tìm được số thập phân 1.000,071. Rồi tiếp theo là các em sang bài tập số 2, câu E, tìm số thập phân thích hợp. Trước hết là 3m 45cm bằng bao nhiêu mét? Các em viết dưới dạng số thập phân. Đổi ra mét thì 3m các em giữ nguyên. 45cm bằng bao nhiêu mét? Trước hết là các em phải nắm được 1m bằng 10dm bằng 100cm. Nếu đổi ngược lại, ta phải chia cho 100. Các em lấy 45 chia cho 100. Được chưa? Bây giờ các em viết cái hỗn số này dưới dạng số thập phân. Phần nguyên của số thập phân chính là 3. Phần nguyên của số thập phân chính là phần nguyên của hỗn số. Được chưa? 45 phần 100
thì các em hiểu là chữ số 5 thuộc hàng phần trăm. Ta suy ra chữ số 4 thuộc hàng phần 10. Như vậy bằng 3,45. 3,45 mét. Rồi tương tự. Đổi ra cm thì 4 cm giữ nguyên. 6 mm bằng bao nhiêu cm? 1 cm bằng 10 mm. Đổi ngược lại thì các em phải chia cho 10. Lấy 6 chia 10. Được chưa? Bây giờ các em viết hỗn số này dưới dạng số thập phân. Rồi, phần nguyên của số thập phân là 4. 6 phần 10 thì các em hiểu là chữ số 6 nó thuộc hàng phần 10. Tức là bằng 4,6. 4,6 cm. Rồi tiếp theo. Trước hết là 5 kg, 256 g bằng bao nhiêu kg? Các em viết dưới dạng số thập phân. Đổi ra kg thì 5 kg các em giữ nguyên. Được chưa? 256 g bằng bao nhiêu kg? Các em phải nhớ là 1 kg bằng 1.000 g. Nếu đổi ngược lại thì các em phải chia cho 1.000. Đổi ngược lại ta lấy 256 chia cho 1.000. Rồi, bây giờ các em viết cái hỗn số này dưới dạng số thập phân. Có phần nguyên là 5. 256 phần 1.000 thì các em hiểu là 6 nó thuộc hàng phần nghìn. Ta suy ra 5 thuộc hàng phần trăm, 2 thuộc hàng phần 10. Như vậy là bằng 5,256 kg. 5,256. Tiếp theo là 518 g, bằng bao nhiêu kg? 1 kg bằng 1.000 g. Nếu đổi ngược lại ta phải chia cho 1.000. Các em lấy 518 chia cho 1.000 bằng 518 phần 1.000 kg. Bây giờ các em viết cái phân số này dưới dạng số thập phân. Phần 1.000, 518 phần 1.000 thì các em hiểu là 8 thuộc hàng phần nghìn. Ta suy ra 1 thuộc hàng phần trăm, 5 thuộc hàng phần 10. Trước hàng phần 10 phải là dấu phẩy. Trước dấu phẩy là phần nguyên. Phần nguyên không có, các em viết thêm 0 vào. Như vậy là bằng 0,518 kg. 0,518. Rồi tiếp theo. Trước hết là 4 cm vuông, 6 mm vuông bằng bao nhiêu cm vuông? Đổi ra cm vuông thì 4 cm vuông các em giữ nguyên. 6 mm vuông bằng bao nhiêu cm vuông? Ta biết là 1 cm vuông bằng 100 mm vuông. Nếu đổi ngược lại các em phải chia cho 100. Ta lấy 6 chia cho 100. Bây giờ các em viết cái hỗn số này dưới dạng số thập phân. Có phần nguyên là 4. 6 phần 100 thì các em hiểu là chữ số 6 nó thuộc hàng phần trăm. Hàng phần 10 không có thì các em viết thêm 0 vào. Như vậy bằng 4,06 cm vuông. Rồi tiếp theo chỗ này. Trước hết là các em phải nắm được 1 lít bằng bao nhiêu ml. Đổi từ đơn vị bé ra đơn vị lớn thì các em phải nắm được 1 đơn vị lớn bằng bao nhiêu đơn vị bé. 1 lít bằng 1.000 ml. Nếu đổi ngược lại thì các em phải chia cho 1.000. Đổi ngược lại, các em lấy 518 chia cho 1.000. Được chưa? Bây giờ các em viết cái phân số thập phân này dưới dạng số thập phân. 518 phần 1.000 thì các em hiểu là chữ số 8 thuộc hàng phần nghìn, chữ số 1 thuộc hàng phần trăm, chữ số 5 thuộc hàng phần 10. Trước hàng phần 10 là dấu phẩy. Trước dấu phẩy là phần nguyên. Phần nguyên không có, các em viết thêm 0 vào.
Như vậy bằng 0,518, 0,518 lít. Tiếp theo là các em sang câu B, các em điền số thích hợp vào chỗ chấm. Trước hết là 2,35 mét bằng bao nhiêu mét, bao nhiêu cm và cuối cùng là bằng bao nhiêu cm. 2,35 mét bằng bao nhiêu mét, bao nhiêu cm. Trước hết là các em viết cái số thập phân này dưới dạng hỗn số. Cách viết như sau. 2,35 các em viết thành hỗn số có phần nguyên là 2. Ở đây phần nguyên của số thập phân là 2 thì phần nguyên của hỗn số cũng là 2. Rồi, phần thập phân này, hàng phần 10, hàng phần trăm. Như vậy ta có 35/100. Được chưa? 2,35 bằng 2 và 35/100 mét. Các em có thể viết thành 2 mét cộng với 35/100 mét bằng 2 mét. 35/100 mét các em đổi ra cm. 1 mét bằng 10 dm bằng 100 cm. Như vậy đổi từ mét ra cm thì các em phải nhân với 100. Các em lấy 35/100, các em nhân với 100, ta được kết quả bằng 35. Tức là 35/100 mét bằng 35 cm. Được chưa? Các em viết vào đây là 2 mét này, 35 cm. Và bằng tất cả là bao nhiêu cm? Hai mét thì bằng 200 cm. 200 cộng thêm 35, cộng thêm 35 bằng 235. 235 cm. Rồi tiếp theo là 4,57 kg bằng bao nhiêu kg, bao nhiêu gram. Trước hết là các em cũng viết cái số thập phân này dưới dạng hỗn số. Phần nguyên của hỗn số là 4. Rồi, phần thập phân, hàng phần 10, hàng phần trăm. Như vậy, ta có 75/100. Được chưa? Rồi, ta có 4 kg. 75/100 kg. Các em đổi ra gram. Đổi từ kg ra gram thì các em nhân với 1000. Lấy 75/100 nhân với 1000. Ta được kết quả bằng 750. Tức là 750 gram. 75/100 kg bằng 750 gram. Như vậy, chỗ này là 4 kg. Chỗ này là 750 gram. Bây giờ các em đổi tất cả ra gram. 1 kg bằng 1000 gram, 4 kg bằng 4000 gram. 4000 gram cộng thêm 750 gram. 4000 cộng 750 bằng 4750. Tiếp theo là các em sang bài tập số 3. Cân nặng một số loại chất lỏng có dung tích 1 lít như bảng sau. Tên chất lỏng 1 lít tương ứng với bao nhiêu kg? 1 lít nước biển nặng 1,026 kg. 1 lít rượu nặng 0,79 kg. Tương tự mật ong, dầu ăn, thủy ngân, hydro lỏng. Quan sát số thập phân trong bảng rồi làm tròn. A. Đến số tự nhiên gần nhất. Các số thập phân ứng với dầu ăn và thủy ngân. Được chưa? Dầu ăn và thủy ngân thì làm tròn đến số tự nhiên gần nhất. B. Đến hàng phần 10. Các số thập phân ứng với rượu và mật ong. Rồi, rượu và mật ong thì làm tròn đến hàng phần 10. C. Đến hàng phần trăm. Các số thập phân ứng với nước biển và hydro lỏng. Như vậy là nước biển và hydro lỏng thì làm tròn đến hàng phần trăm. Rồi, cụ thể chúng ta có bảng tổng hợp như sau. Ở đây làm tròn đến hàng nào thì thầy giáo gạch chân hàng đó. Được chưa? Rồi câu E, dầu ăn và thủy ngân thì làm tròn đến số tự nhiên gần nhất,
tức là làm tròn đến hàng đơn vị. Dầu ăn, thủy ngân. Thầy giáo gạch chân chữ số hàng đơn vị. Câu B. Rượu và mật ong làm tròn đến hàng phần 10. Rượu, thầy giáo gạch chân hàng phần 10. Mật ong gạch chân hàng phần 10. Câu C. Nước biển và hydro lỏng làm tròn đến hàng phần trăm. Nước biển, thầy giáo gạch chân hàng phần trăm này. Hydro lỏng, thầy giáo gạch chân hàng phần trăm này. Được chưa? Các chữ số sau hàng làm tròn thì thầy giáo tô màu đỏ cho các em dễ hình dung. Các em nhớ, làm tròn đến hàng nào thì ta quan tâm đến chữ số sau hàng làm tròn, tức là quan tâm đến chữ số màu đỏ này. Nếu nó thuộc 0, 1, 2, 3, 4 thì làm tròn xuống. Còn nó thuộc 5, 6, 7, 8, 9 thì làm tròn lên. Được chưa? Ở đây là 6 này. 6 ta làm tròn lên. Làm tròn lên thì chữ số gạch chân này kem cộng thêm 1. Ta được số thập phân là 1,03. 1,03. Ở đây là làm tròn đến hàng phần trăm. 1,03. Rồi. Chỗ này là 9. 9 thì ta làm tròn lên. 9 ta làm tròn lên. Làm tròn lên thì chữ số gạch chân này kem cộng thêm 1. Ta được 0,8. Và cụ thể ở đây là làm tròn đến hàng phần 10. Làm tròn đến hàng phần 10. Ta được số thập phân là 0,8. Rồi chỗ này là 6. 6 kem làm tròn lên. Làm tròn lên thì chữ số gạch chân này kem cộng thêm 1. Ta được số 1,4. Và cụ thể ở đây là làm tròn đến hàng phần 10. Chỗ này là 9. 9 thì làm tròn lên. Làm tròn lên thì chữ số gạch chân này kem cộng thêm 1. Ta được số là 1. Ở đây là làm tròn đến số tự nhiên gần nhất. Rồi, tiếp tục làm tròn đến số tự nhiên gần nhất. Chỗ này là 5. 5 chúng ta làm tròn lên. Làm tròn lên thì chữ số gạch chân này kem cộng thêm 1. 3 cộng 1 bằng 4. Ta được số thập phân là 14. Chỗ này là làm tròn đến hàng phần trăm. Ở đây là 0. 0 thì làm tròn xuống. Làm tròn xuống thì chữ số gạch chân này kem giữ nguyên. Ta được số là 0,07. Làm tròn đến hàng phần trăm ta được số là 0,07. Tiếp theo là các em sang bài tập số 4. Từ 5 thẻ 5, 1, 7, 0. Hãy lập tất cả các số thập phân bé hơn 1. Các số thập phân bé hơn 1 thì phần nguyên của nó phải bé hơn 1. Được chưa? Phần nguyên của nó phải bé hơn 1. Vậy các em chọn phần nguyên là 0. Từ 5 thẻ trên ta lập được tất cả các số thập phân bé hơn 1 là, các em nhớ chọn phần nguyên là 0. Phần thập phân thì các em chọn các chữ số còn lại, các em đảo các vị trí cho nhau. Trước hết là các em chọn hàng phần 10 là 1. Thì ta sẽ có số là 0,157, 0,175. Chọn hàng phần 10 là 5. Ta sẽ có số thập phân là 0,517, 0,571. Chọn hàng phần 10 là 7. Ta sẽ có số thập phân là 0,715. 0,751. Như vậy là ta lập được tất cả là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 số. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.